Khốn này! Con nha đầu này, con dám đánh con rể mẹ, coi mẹ đánh chết con đây. Được lắm, anh dám mép lại. Con dám đánh con rể mẹ này, này thì đánh nó này. Thôi mà bà. Bà làm gì vậy, có gì từ từ nói. Lão Tô buông tay, buông tôi ra, con lại đây cho mẹ, lại đây. Bà, quỳ xuống mau. Lão Tô, ông làm gì vậy, bị liệu thôi. Đứng lên. Con nha đầu này, sau này con mà dám bắt nạt con rể của mẹ, không sao chứ, thì mẹ sẽ xử con đó. Được rồi, đi thôi. Con nghe thấy chưa? Mẹ, con sai rồi, đi thôi. Buông tôi ra. Ngồi xuống đi, có đau không? Nếu như cô thấy chúng ta không hợp nhau thì có thể ly hôn. Vào nhà tôi xong, gọi tôi là vợ, làm tôi đau cả lưng, bắt tôi rửa chân cho, giờ anh lại nói ly hôn với tôi là sao? Tôi không có ý đó. Tôi nói cho anh biết, anh là người đàn ông của tôi, anh mà dám tôi sẽ đánh què giỏ anh, rồi nuôi anh cả đời. Cảm động thì có cảm động đó, nhưng mà hình như có gì sai sai. Thôi kệ. Ô Tử Vực, mày sợ cái gì, bộ anh ta ăn thịt mày chắc. Chào buổi sáng, vợ. Lúc nãy anh nhìn tôi thay đồ đúng không? Đúng vậy, chồng nhìn vợ thay đồ cũng bình thường mà. Vậy sao nhìn ánh mắt anh không hề có chút đê tiện nào thế? Là sao? Không lẽ cơ thể của tôi không thu hút anh chút nào à? À, thu hút quá đi. Còn vậy nữa tôi đấm anh đó. Vậy cô muốn sao? Không biết. Chịu thua cô rồi đó. Qua đây, tôi chút đi. Làm gì vậy, sợ tôi ăn thịt anh à? Bố mẹ tôi mặc dù muốn chúng ta sớm động phòng, nhưng mà tôi nghĩ như vậy vẫn nhanh quá. Như vậy đi, chúng ta ký hợp đồng một năm. Nếu như trong một năm đó anh mà động vào tôi thì anh toi đời. Nếu như tôi đồng ý thì có thể rút ngắn chút. Tôi hỏi anh đồng ý không? Đồng ý. Vậy mới đúng chứ, ngoan. Thiên Phàm, ăn đi. Sau này việc kiếm tiền cứ để Tử Vực đảm nhận là được rồi, còn chỉ việc ở nhà hưởng phúc. Nếu như cảm thấy chán quá thì tìm lại công việc nào đó là được. Con no rồi, đi đây. Không sao, không sao. Được rồi, cứ mặc kệ con nha đầu kia, đàn ông con trai mà, muốn làm gì thì làm, ăn đi. À đúng rồi, mẹ có 100 vạn đây, con cầm đi mua một chiếc xe rồi vài bộ đồ, không đủ mẹ đưa thêm. Vợ à, vậy xe của chúng ta có nên. Út, đi làm đi. Cảm ơn bố mẹ. Ăn đi. Ô Tử Vực. Tử Vực, qua đây xem đi, đây là xe mà mẹ chúng ta bảo tôi đi mua đó. Mẹ tôi cho anh nhiều tiền mà anh lại mua xe này á? Sao hả, 100 vạn trở xuống thì sao gọi là xe, mặc dù không mua được chiếc xe tốt nhất thì đương nhiên phải mua chiếc xe. Rẻ nhất rồi. Được lắm Lý Thiên Phàm, mới kết hôn xong đã định giấu quỹ đen đúng không? Tôi không có nha. Tự mở ra xem đi. Đây là quà cho bố mẹ chúng ta, sẵn tiện. Xem cốp xe đi. Sao hả? Ấu chí, tôi thấy anh muốn lấy lòng bố mẹ tôi, bắt nạt tôi thì có, tôi không có nha. Vậy còn được. Được rồi, tôi đi làm đây, anh lái xe đi đâu thì đi. Tuân mệnh. Ngọt ngào quá đi, không ngờ Tô Tử Vực mình cũng có ngày này. Cô ấy không hề phát hiện ra mình đã giấu quỹ đen, hí hí. Sao hả, muốn đùa à? Thắng chắc rồi. Đại ca, mất tiêu rồi, mặc kệ hắn, ra tay đi.
anh em đâu, giết. Người anh em, có người muốn gặp người đó, đi với ta đi. Ai muốn gặp ta, nếu như là người đẹp thì giờ ta sẽ đi ngay. Nghĩ được phết nhỉ, xử nó. Bảo các anh em cẩn thận chút, hắn biết võ công đó. Ai dám động vào chồng ta? Vợ, chúng đánh anh. Mua một tặng một, được đó. Vợ giỏi quá đi. Giỏi cái gì mà giỏi, chạy mau, đừng mơ mà chạy. Còn ai nữa, ta không cần biết ai sai khiến các ngươi, Lý Thiên Phàm là chồng ta, còn không mau cút đi, anh em, chạy thôi. Vợ ngầu quá đi, lúc nãy nhìn y chang chiến thần vậy. Nói nhiều quá, về nhà thôi. Ồ, cô tha cho chúng vậy à? Trừ mặt ra ra còn ai nữa, lúc nãy tôi cố ý không nói là vì không muốn trở mặt, nếu như chúng có đầu óc một chút sẽ không làm vậy nữa. Ồ, vợ yêu xinh quá đi. Lại xàm nữa rồi. Vậy tôi sẽ cho anh chút bất ngờ, hôn anh một cái, sao hả? Tiếc thật, chỉ hôn mặt. Anh vẫn không hài lòng à? Hài lòng, hài lòng. Anh đó, phải ngoan nghe chưa? Như vậy thì sau này mới có thưởng được. Ý của cô là, tôi giúp cô giải quyết mặt ra xong cô sẽ thưởng nhiều hơn đúng không? Mạt gia rất có thế lực, anh đừng chém gió nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cho anh. Ô tổng, cơ về rồi à, làm việc vất vả rồi. Sao mình cứ cảm giác như quên gì đó rồi nhỉ? Vợ à, lần này để anh bảo vệ em cho. Ta hỏi người câu này, người có biết đây là đâu không? Mạt gia, trụ sở Victoria, hang vàng số 1 ở Thanh Vân đó. Xe ở đây không hề thấp hơn 100 vạn. Vãi nồi, hắn ta làm gì vậy? Ta không cần biết ngươi tới giao hàng hay đón con, 3 phút sau phải cút cho ta. Anh ta là ai vậy, chán sống rồi à? Dám tới Victoria gây chuyện cơ đó. Gọi quản lý ra đây. Dám gây chuyện ở địa bàn của Mạt gia, người đúng là to gan mà, người có biết là... Nếu như đây là địa bàn của Mạt gia thì gọi chúng ra đây. Lợi hại thật. Anh ta điên rồi, đáng sợ quá. Victoria thành lập mấy năm nay, có biết bao nhiêu người tới cũng không gặp được ông chủ, rốt cuộc anh ta là ai chứ? Em trai, sao em lại tới đây?